một cái bí ẩn về cái tượng đá ở hồ Natron của Ý Quốc. Không biết quý vị nào đã tới cái hồ này chưa? Thưa quý vị, nếu mà quý vị đã tới rồi thì quý vị biết là vì sao mà Linh Nga gửi tới quý vị cái bản tin này. Nếu như mà quý vị cũng đã tới Ý Quốc và tới hồ Natron, cũng như là các quý vị đã coi những cái bộ phim mà viễn tưởng đó, thì chúng ta thấy là có thể được nhìn thấy những cái bức tượng sống và bị biến hóa bởi một cái loại nước mà người ta gọi là nước tử thần, nước làm chết người đó thưa quý vị, ở cái hồ Natron, hay người ta cũng gọi cái hồ này là hồ tử thần Natron. Tại sao người ta lại gọi là hồ tử thần Natron và tại sao những bức tượng lại gọi là tượng sống thưa quý vị? Người ta nói rằng những cái bức tượng sống này nó cũng là những tác phẩm nghệ thuật chân thực nhất về thiên nhiên của một nhiếp ảnh gia tên tuổi. Và thưa quý vị, cái vị nhiếp ảnh gia này tên gọi là Nick Brand, là một cái nhiếp ảnh gia danh tiếng nhất của cái khu vực Đông Phi. Và ông từng được biết đến với những cái tác phẩm phong cảnh tự nhiên. Và trong một cái chuyến du lịch của ông tới khu vực là Tanzania, thì ông có dịp được ghé thăm cái hồ Natron. Và khi mà ông tới cái hồ này thì ông đã bị có những cái sự mà gọi là cảm xúc rất là đặc biệt với cái hồ, bởi vì cái hồ Natron thì nó có chứa một cái loại hóa chất rất đặc biệt. Và cái tên gọi của hồ được đặt theo tên của một loại khoáng chất, là nó đã gây nên một cái hiện tượng là nước của hồ có một cái lượng kiềm rất là cao. Và với cái lượng mà pH, thưa quý vị, là vào khoảng là 9 tới 10.5 độ, và cái nhiệt độ nước có thể lên tới 140 độ F là rất nóng. Thì thưa quý vị, người ta tin rằng cái hồ Natron này nó không phải là ngôi nhà lý tưởng cho những cái động vật hay là thủy sinh, hay là kể cả những động vật mà ghé chân, như quý vị biết những con chim đó, nó thường bay tới những cái hồ để mà kiếm mồi, hoặc là gọi là di tản tới những cái hồ để sanh sống qua một mùa đông lạnh giá. Nhưng nếu chúng mà lỡ sa chân xuống hồ Natron thì chúng sẽ rất khó có thể tồn tại. Sau khi những cái động vật nó rơi xuống hồ này thì nó sẽ thiệt mạng bởi vì nước nóng và cái độ pH rất là cao. Và cái hóa chất ở trong hồ này thưa quý vị, nó sẽ biến thi thể của những cái con chim này nó đông cứng lại như là những cái hòn đá. Và theo dữ liệu từ những cái phương tiện truyền thông địa phương thì thưa quý vị, cái sự kết hợp hóa học của các cái hóa chất ở trong cái nước hồ này chính là cái nguyên nhân đã làm hóa đá các cái sinh vật như là loài chim, loài rơi, hoặc bất kỳ cái sinh vật nào mà bị không may mà rơi xuống cái hồ này. Và nhiếp ảnh gia là ông Brand đã lượm nhặt được rất nhiều những cái xác đã bị biến thành đá của những cái con động vật ở chung quanh hồ rất là nhiều. Và sau khi mà ông thâu lượm chúng thì ông đã đặt chúng lên những cái cành cây, chẳng hạn như chim thì ông đặt lên cây, hay là những con vật khác thì ông đặt chúng ở xung quanh hồ trong những cái tư thế như là chúng đang di chuyển. Và ông gọi rằng đây là cái cách ông dàn dựng bối cảnh cho những cái tác phẩm nghệ thuật của mình. Và vì thế cho nên giờ đây thì cái tác phẩm nghệ thuật của ông Brand đã được trưng bày ở chung quanh cái hồ này, và biến cái hồ mà gọi là hồ tử thần, hồ chết chóc này cũng trở thành một cái tác phẩm nghệ thuật. Và du khách khi tới thăm hồ này thưa quý vị, thì họ sẽ được cái dịp là tìm hiểu về cái ý nghĩa của cái hồ, vì sao cái hồ có tên là Natron, và vì sao bị gọi là hồ tử thần, cũng như được chiêm ngưỡng những cái tác phẩm nghệ thuật từ chính những cái gọi là tác phẩm, những bức tượng sống đấy, là được làm nên từ chính những cái thi thể sống của các cái động vật đã không may mà rơi xuống hồ và tử nạn. Thì thưa quý vị, đó là một cái bản tin mà bản thân Linh Nga thì thấy rất là thú vị. Bởi vì khi mà Linh Nga đọc cái bản tin liên quan tới cái hồ Natron, Linh Nga thấy wow, mình chưa bao giờ tới Ý Quốc, Linh Nga chưa bao giờ được tới Ý, và Linh Nga không nghĩ rằng là ở đó có một cái hồ nó đặc biệt đến như vậy. Và đó là nó đã mở thêm cho mình một cái kiến thức. Mình đã nhìn thấy rằng là wow, ở bên ngoài kia có biết bao nhiêu những cái điều kỳ diệu, không thể ngờ rằng là trên địa cầu của chúng ta có những cái hồ đặc biệt đến như vậy. Quý vị cũng biết là có những cái hồ mà nó muối mặn nhiều, người ta cũng có thể tới đó để người ta bởi vì khi cơ thể của chúng ta xuống với cái lượng muối nó cao thì nó sẽ khiến chúng ta tự động nổi lên. Và rất nhiều những cái khu du lịch mà những cái người ở các quốc gia khác, họ tới những khu vực mà có những cái hồ muối như vậy đó để mà cơ thể họ nổi lên, và cũng là một cái cách, một cái phương cách để trị liệu, chữa những cái bệnh về da và nhiều những cái bệnh khác. Và cái hồ Natron này thì tương nhiên là nó không phải là cái hồ muối để chữa trị như vậy được. Vì e rằng nếu mà quý vị có để tay quý vị xuống nước của hồ thì sẽ rất nguy hiểm, bởi vì quý vị biết là những động vật khi rơi xuống hồ thì bị hóa đá.
Và đó cũng là một cái kiến tạo rất kỳ diệu của thiên nhiên, và là một cái kiến thức rất là đặc biệt, thưa quý vị.